Mặc dù đại dịch COVID-19 có vẻ như đang lắng dần tại những nước bị ảnh hưởng nặng nề giai đoạn đầu, hiện thế giới vẫn ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, chủ yếu ở các khu vực bị ảnh hưởng dịch giai đoạn sau là Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á và Trung Đông. Cơ sở dữ liệu về dịch bệnh của New York Times cho thấy số ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng nhanh ở mức chưa từng thấy trên toàn thế giới. Trong 2 tuần qua, số quốc gia ghi nhận mức tăng ca nhiễm mới COVID-19 nhiều gấp đôi so với những nước ghi nhận mức giảm. Hiện, toàn cầu ghi nhận hơn 6,7 triệu ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, tình hình diễn biến đại dịch ở các khu vực địa lý đang thay đổi nhanh chóng khi tâm dịch chuyển sang những khu vực khác với quy mô lây lan rộng. Peru cũng đã có hơn 170.000 ca bệnh, bất kể đã có những biện pháp ứng phó nghiêm túc từ rất sớm. Chiều nay ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế của các doanh nghiệp Việt Nam gửi tặng nhân dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Lô hàng trao tặng bao gồm gần 1,3 triệu khẩu trang và gần 100.000 đôi tất chống trượt của các doanh nghiệp. Đại sứ Mỹ Hoa Kỳ Britton Brink cho biết, Hoa Kỳ đang phải trải qua thời kỳ khó khăn trong việc kiểm soát bệnh dịch. Số người nhiễm và tử vong tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng. Nhân dân Việt Nam chia sẻ sâu sắc với những khó khăn đó của Hoa Kỳ. Tổ chức Operation USA là đơn vị tiếp nhận tại Hoa Kỳ và phân phát lô hàng này tới những cộng đồng có nhu cầu sử dụng những hạng mục vật tư y tế này nhằm bảo vệ sức khỏe người dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Chiều nay mùng 5 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ và quy định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến cuối tháng 5 thì thành phố Hà Nội cơ bản đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm, gồm người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo với gần 400.000 người, tổng kinh phí là hơn 474 tỷ đồng. Quá trình thực hiện gói an sinh xã hội bộc lộ một số khó khăn trong việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ. Công tác rà soát xác định đối tượng trùng hưởng gặp khó khăn do chủ yếu là rà soát bằng phương pháp thủ công. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Hà Nội tiếp tục giải quyết chính sách đối với lao động tự do, hoàn thành chi trả đối với nhóm lao động này. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh là thành phố không quá câu nệ trong việc xác nhận thu nhập, mức sống tối thiểu của người lao động, vì phần lớn lao động tự do trong tháng 4 đều bị giảm sâu thu nhập, cuộc sống khó khăn. Cũng trong chiều nay, Hà Đông, quận đầu tiên của thành phố Hà Nội đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho 219 trường hợp là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị, gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% một năm cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay vẫn chưa giải ngân được bất cứ một gói vay nào. Thông tin này đã được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo thông tin hoạt động ngân hàng sau tháng đầu năm nay. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó đáng chú ý có nội dung người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải ngân cho bất cứ doanh nghiệp nào vay vốn. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã rất là sẵn sàng từ những việc tham mưu, những ban hành cơ chế chính sách, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp, cũng như là làm việc với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xây dựng cái quy trình nộp hồ sơ cho vay trực tuyến theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên là hiện nay thì cũng báo cáo các đồng chí là Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng chưa giải ngân được một món vay nào theo cái quyết định 15 này. Ngân hàng Nhà nước cũng chia sẻ đã dành sẵn 16.000 tỷ đồng sẵn sàng tái cấp vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân. Tuy nhiên, hiện chưa có doanh nghiệp nào đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn đưa ra. Ngân hàng Nhà nước đã chủ động và để dành riêng một cái khoản là 16.000 tỷ đồng để sẵn sàng cho vay tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thế còn Bộ Lao động Thương binh Xã hội là đầu mối phối hợp với các bộ ngành để tham mưu Thủ tướng ban hành quyết định số 15 về các điều kiện, đấy là đối tượng được vay cái gói này. Thế và trên thực tế thì Ngân hàng Chính sách Xã hội là ngân hàng đã triển khai rất là quyết liệt. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ban lãnh đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo các cái đơn vị chức năng trong ngân hàng đã ban hành các cái quy trình thủ tục để mà tổ chức triển khai và sẵn sàng giải ngân đối với cái gói này.
Theo quy định, doanh nghiệp vay vốn phải có từ 20% hoặc từ 30% người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6. Nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ, khi giãn cách xã hội, đại đa số lao động đều ngừng việc. Tuy nhiên, với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 ở Việt Nam, họ đã nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, người lao động đi làm trở lại. Chính vì vậy, rất khó có đủ từ 20% đến 30% lao động ngừng việc đến hết 30 tháng 6 như quy định. Ngay sau khi Thủ tướng ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, các ngân hàng đã đăng ký cung ứng với tổng số vốn 300.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung từ 0,5 đến 1% và chủ động xác định tiêu chí giải ngân cho khách hàng. Bốn ông lớn ngân hàng quốc doanh là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã lần lượt tung ra các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng với mức lãi suất hỗ trợ giảm từ 2 đến 2,5% so với thời điểm chưa có dịch bệnh. Mức giảm này là chưa từng có từ năm 2009 đến nay. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tung gói hỗ trợ 30.000 tỷ với lãi suất cho vay giảm từ 2 đến 2,5% so với mặt bằng hiện nay. Ngân hàng Agribank cũng đã dành 100.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vietinbank thông báo chương trình tín dụng 60.000 tỷ đồng, giảm 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. BIDV cũng giảm đến 2% một năm lãi suất cho vay áp dụng cho cả vay thế chấp lẫn tín chấp. Không chỉ các ngân hàng lớn chạy đua giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng nhỏ cũng đã sớm vào cuộc. Đến nay, gói hỗ trợ tín dụng đã gấp 2, thậm chí gấp 3 lần số vốn 300.000 tỷ đồng mà các ngân hàng đăng ký ban đầu. Trong bối cảnh doanh nghiệp kiệt quệ, nguồn tín dụng từ ngân hàng được xem là liều thuốc giúp họ vượt qua những cơn đau do dịch COVID-19 để lại. Tuy nhiên, tiếp cận nguồn vốn này với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa bao giờ là dễ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các hiệp hội ngành hàng từ ngành gỗ, ngành lương thực thực phẩm, cơ khí điện hay doanh nghiệp lữ hành, dệt may đều đang có chung một cái khó, đó là khó tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng từ các ngân hàng. Đại dịch đẩy các cái doanh nghiệp xuống một mức và điều kiện vay vốn ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy doanh nghiệp xuống một mức thứ hai. Như vậy là cái khả năng phục hồi của doanh nghiệp sẽ càng ngày càng trở nên khó hơn. Hầu như các doanh nghiệp mà trong hội là được thông báo là không tiếp cận được. Bởi vì nói gì thì nói mà khi tiếp cận tới cái vấn đề là đầu tiên là giãn nợ, thì khi mà doanh nghiệp là coi như là gửi cái văn bản là muốn giãn nợ, khuyến cáo là không nên làm. Làm thì coi như sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe doanh nghiệp. Chính sách mà vay mới và chính sách mà giảm lãi suất thì cái đó là đòi hỏi các cái thủ tục chứng minh rườm rà và phức tạp và chưa rõ ràng. Doanh nghiệp phải chứng minh được rằng mình có thiệt hại do cái đại dịch Covid gây ra. Thì cái chứng minh này không dễ, thực ra là không dễ. Đấy. Việc thứ hai là doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm rằng là anh phải có khả năng trả nợ. Và trong cái bối cảnh mà doanh nghiệp đang khó khăn như thế này mà phải chứng minh tất cả những điều kiện như vậy thì đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Liên quan đến gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động, cũng thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng. Theo đó, các doanh nghiệp có thể vay vốn với lãi suất 0% từ ngân hàng chính sách để trả lương cho người lao động trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, vì điều kiện để hưởng chính sách rất khó, nên theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, hiện chỉ mới có 71 doanh nghiệp đăng ký gói hỗ trợ, trong đó mới chỉ có một doanh nghiệp được xem xét cho vay. Doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng. Đây cũng là vấn đề làm nóng buổi tọa đàm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hồi đầu tháng 5, kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận 8 giờ tối. 50 doanh nghiệp thuộc 14 hiệp hội ngành nghề đều kêu khó tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng. Phải có chính sách như thế nào, phải có những giải pháp làm sao để tạo cái bệ đỡ ngăn chặn được và tạo cái bệ đỡ và có một sự hỗ trợ cho cái doanh nghiệp trong lúc này để không đi vào con đường phá sản. Có một cái gói hỗ trợ đảm bảo thanh khoản
và cũng theo nguyên tắc là hậu kiểm, đúng không? Anh sẽ có công thức lúc nào anh được cho vay bao nhiêu đảm bảo thanh khoản. Nhưng nếu mình khai bậy xài nhiều quá thì sau này một anh trả lại hay tính lãi suất lên đó thì để họ tự điều tiết thôi. Chứ bây giờ mình lập cái bộ máy đi kiểm tra cỡ chừng 100.000 doanh nghiệp thành phố coi thanh khoản cỡ nào, không làm được đâu. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, kết thúc quý 1, tín dụng toàn nền kinh tế và hệ thống ngân hàng đạt mức tăng 1,3% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của quý 1 trong vòng 6 năm qua. Với mức tăng trưởng thấp như vậy, hiện tại các ngân hàng cũng đang oằn mình làm bà đỡ cho các doanh nghiệp. Khi ngân hàng hạ lãi suất cho vay, trong khi lãi suất huy động không đổi, nghĩa là doanh nghiệp phải chấp nhận thu hẹp lợi nhuận của mình. Chúng tôi giảm lãi suất cho vay thì chính là chúng tôi đang giảm cái thu nhập của mình để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và rõ ràng là trong cái điều kiện như vậy thì chúng tôi cũng chỉ giảm lãi cho khách hàng đến một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà bất chấp cái kết quả kinh doanh của mình được. Nếu mà Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cái tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại với cái chi phí vốn rẻ đó thì cũng sẽ tạo thêm cái nguồn lực để chúng tôi hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 4, đã có 980.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng hạ lãi suất từ mức 0,5 đến 2,5% cho 320.000 doanh nghiệp. 130.000 tỷ đồng đã được cơ cấu lại nợ cho 170.000 doanh nghiệp. Nếu tính trung bình, trong 1 triệu tỷ đồng đã được các ngân hàng hạ lãi suất 1%, thì lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay giảm ít nhất 100.000 tỷ đồng. Và các doanh nghiệp là người trực tiếp được thụ hưởng số tiền này để đưa vào phục hồi sản xuất. Cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp hay nhu cầu tiêu dùng của người dân thì Vietinbank cũng như các ngân hàng thương mại cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng một cách đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải thấy rằng là để phục hồi nền kinh tế một cách bền vững và phát triển lâu dài thì trong việc cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại cũng phải bảo đảm các cái tiêu chuẩn điều kiện nhất định. Không được phá vỡ các cái tiêu chí về an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng. Nếu như hạ chuẩn cho vay hoặc là phá vỡ các cái tiêu chí về đảm bảo an toàn thì hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ phải đối mặt với cái nguy cơ bất ổn trở lại. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhu cầu vốn của toàn nền kinh tế giảm sút nghiêm trọng. Tính đến giữa tháng 4 thì tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế mới chỉ đạt 0,87%, trong khi cùng thời điểm con số này năm ngoái là 3,18%. Tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 chắc chắn là nó sẽ chậm lại đáng kể so với 2019. Trong cái bối cảnh như vậy, cái việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp ở đây cũng chính là hỗ trợ cho chính mình. Bởi vì khi mà doanh nghiệp người ta vượt qua khó khăn, người ta trả được nợ cho ngân hàng, thì ngân hàng cũng không bị phát sinh nợ xấu rồi không bị ảnh hưởng thu nhập. Cho nên là hoàn toàn không có chuyện là chúng tôi trì hoãn cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp. Rõ ràng, ngân hàng cũng đã gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, chỉ có điều là có độ trễ hơn về mặt tác động so với các doanh nghiệp. Chính vì thế, việc hỗ trợ hay đồng hành cùng các doanh nghiệp ở thời điểm này cũng trở nên khó khăn hơn. Làm sao để ngân hàng và doanh nghiệp gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai cùng gặp khó?